Đây là phòng của tôi. Đang cắt giấy nên là hơi bừa bộn. Dự kiến bước này sẽ vào Tết để xong. Đây là phòng em gái. Xuống phòng tiếp theo. Cũng là phòng của tôi. Thích ngủ ở đâu thì ngủ. Đang ra nhà vệ sinh tầng 2. It's me. Dưới kia là bếp, bây giờ sẽ xuống bếp. Kia là bố. Mày là bao nhiêu tiền? 62 triệu. Đấy là ngày trước, thì giờ còn chắc còn 20, 15 gì đấy. Đang học quay à? Cũng quay được rồi thì phải học.
Chị là mẹ. Chị là mẹ. Đây là phòng của bố mẹ. Khá là nhỏ, không được to như phòng ở trên nhà. Đây là bếp.